Thì bắt đầu của phần 2 của khóa học Đại Đạo Trí Giản thì tôi đưa vào một cái nội dung khá là phổ biến với mọi người. Tại sao đến lúc này tôi mới đưa mà không đưa ra khóa 1? Bởi vì nè, tôi muốn là mọi người có một cái lượng ở trong người nhất định, thì khi học khóa 2 này thì mọi người sẽ phân biệt được thế nào là đúng, thế nào là sai. Đó là nội dung tôi đưa vào, đó là bát trạch. Thì nếu như mà khi mà mọi người chưa tiếp thu với kiến thức phong thủy khoa học, mà mọi người lại được nghe đâu một cái luồng thông tin bát trạch nó sai, và đâu đó mình đang áp dụng, thì có một cái điều là gì? Nó xảy ra mâu thuẫn trong tư tưởng. Bởi vì là khi mà mọi người học ở Đại Nam ra cách đây 4-5 năm trước ấy, thì ai về kêu bảo bây giờ nhiều thầy bát trạch, bây giờ các thầy cứ mang lý luận ra bát trạch ra làm thế nào để có thể giải thích với người ta. Thì đúng là thời điểm đó thì khi các anh mới ra nghề, bởi vì lúc đó tôi đào tạo rất nhiều, bắt đầu tôi đào tạo nhiều vào cách đây 4 năm. Thì bắt đầu lúc đó mọi người bị đấu tranh tư tưởng. Đấu tranh tư tưởng là làm thế nào để mà mình đang đi ngược lại với tư tưởng của rất nhiều người như vậy thì làm thế nào? Thì lúc đó là rất khó, nhưng bây giờ không khó. Cách chứng minh tốt nhất là không phải chứng minh gì cả. Cách chứng minh tốt nhất là không phải nói gì cả. Cách chứng minh tốt nhất là đi vào nhà, chỉ ra nhà này làm sao và lỗi như thế nào. Đừng bao giờ các anh chị học xong khóa học Đại Đạo Trí Giản 1, Đại Đạo Trí Giản 2 mang cái kiến thức này đi cãi nhau với một ai. Cãi nhau xong mình được cái gì? Và không cãi nhau thì mình được cái gì? Cái việc của mình ấy là làm tốt những cái gì mình đã làm và chỉ cho người ta là nó đang như thế này. Nên là nhiều người ấy, khi bắt đầu có một cái lượng kiến thức trong người thì bắt đầu mang cái kiến thức đó đi nói với người này như này, đi nói với người kia, đi phủ biện lại. Và cuộc đời này là nó là điều dĩ nhiên, là bất cứ ai mà người ta đang có một cái tư tưởng trong đầu mà mình phủ định lại thì điều đầu tiên là mình sai. Người ta không bao giờ công nhận mình đúng. Nên là trong tất cả các cuộc cãi nhau đều vô bổ hết. Thế nên là đừng bao giờ mang cái kiến thức này, lý luận này để mà đi mà đối chất, mà tranh đấu với một ai. Cái bài giảng bát trạch của phần thứ nhất này, mục đích của tôi là gì? Muốn các anh chị hiểu. Chứ tôi không cãi nhau với các anh chị và cũng không mang kiến thức này để cho các anh chị đi cãi nhau với ai. Các anh chị hiểu là bản chất bát trạch nó bất biến. Sinh ra vào cái giờ này, ngày này, tháng này, năm này, mặc định mình là đông tứ trạch hay tây tứ trạch. Và đến lúc xuống, nằm xuống rồi, vẫn là đông tứ trạch hay tây tứ trạch. Ông cháu đích tôn, ông ấy ra, ông chống gậy ở chôn cụ tôi và hướng kia kìa, bởi vì cụ tôi là tây tứ trạch. Thế xong bắt đầu là đặt đấy là thôi thiên liên vạn đại luôn, là tây tứ trạch. Nhưng thử hỏi trên đời này có cái gì nó tồn tại mãi mãi không? Cái gì nó chả xoay vần? Quy luật của âm dương không? Khóa 1 chúng ta học rồi. Bây giờ tại sao đến khóa tôi mới học? Bởi vì lúc anh chị học kim chỉ nam rồi, lý luận âm dương rồi, không thể thay đổi được. Vạn vật đều chuyển hóa, đúng không? Cái gì nó cũng sinh ra, nó trưởng thành rồi lớn lên và mất đi. Cái cốc, cái chén, cái bàn, cái ghế, cái màn hình, cái tivi, cái tủ lạnh, cái điện thoại trước mặt anh chị, cái tivi trước mặt anh chị, cái máy tính anh chị, nó cũng hãy học đi vậy. Thử nhìn lại người vợ yêu dấu của mình 10 năm, 20 năm trước đến bây giờ nó xem như nào. Mang ảnh ra xem có hoài niệm không? Bố nào bố chả ước là nó chả như ngày xưa. Nhưng làm sao mà như ngày xưa được? Nó phải thay đổi chứ, đúng không? Vậy thì bản chất tất cả sự việc nó thay đổi. Nhưng bát trạch nó có thay đổi đâu? Nó bất biến mà, nó căn cứ vào ngày sinh mà. Vậy thì rõ ràng là làm sao nó đúng được? Nó có tuân theo quy luật của tự nhiên đâu mà nó đúng. Nó phải tuân theo quy luật của tự nhiên, nhưng nó không tuân theo quy luật tự nhiên làm sao nó đúng được? Bởi vì vạn vật trong thế gian này đều phải tuân theo quy luật của tự nhiên. Không thể không đeo được. Ông đừng mang lý luận là kim cương vô đối. Thế tôi hỏi từ đâu có kim cương? Tại sao lại có kim cương? Quá trình hình thành một cái nó ra kim cương à? Nó phải qua hàng tỷ năm
vật chất thay đổi thì nó mới ra kim cương được. Thế nên là rõ ràng là tất cả mọi thứ đang gì, đang vận động, mà mỗi ông bát trạch ông đứng im thôi. Mà cái đau nhất là hôm nay ông biết ở đây có thầy nào đã làm phong thủy trước không, nhưng mà các thầy có thấy không, rõ ràng bát trạch là phong thủy nhưng mà cuối cùng đưa ra ứng dụng chả bao giờ nói chuyện dùng phong như thế nào, dùng thủy như thế nào cả. Đã là phong thủy thì phải hướng dẫn người ta dùng phong thủy chứ, đúng không? Chả bao giờ. Đấy. Cái phòng 7m2, 8m2, 9m2 vẫn bảo được hướng. Khí thì không đủ thở, không thở chết trước sao mà điều được, đúng không ạ? Đấy. Chỉ còn hai yếu tố đấy thôi, nếu mà anh chị giải mã được nó thì anh chị sử dụng nó. Như vậy là mục tiêu của cái bát trạch này không phải mang đi chiến đấu, mà mục tiêu của cái bài này để anh chị hiểu. Hiểu là gì? Năm lúc mà nghe thầy Mạnh thì như thế này, nhưng mà trên sách thì như thế này, trên mạng thì như thế này, không biết nên dùng theo cách nào. Thì đấy, giải mã được hai cái đó thì dùng cái nào. Hôm trước tôi có làm cho một cái đồng chí lãnh đạo rất là lớn, nhưng nó không may mắn. Thì khi không may mắn thì câu chuyện nó xảy ra rất nhiều thứ. Thì cũng có thầy ơi, nếu mà làm như thế này nó bị này. Tôi bảo thôi nhé, một là anh theo cái nguyên lý cũ của anh và nguyên tắc cũ của anh và những người cũ của anh, và thôi thầy chào anh thì về. Hai là anh bỏ hết đi và ngồi nghe thầy, bởi vì tất cả những cái cũ nó đưa anh vào một cái thế đang thất bại rồi. Và tốt nhất anh bỏ đi, anh theo thầy. Thế còn nếu mà anh vẫn cứ mang cái lưu luận cũ nói chuyện với thầy thì thầy không làm việc nữa. Đấy. Thế thì rõ ràng là cái mà ta không dùng được thì ta đừng có lăn tăn. Đừng có nghĩ rằng là vì người này viết như thế này, vì người kia viết như thế kia nên ta phải theo. Nếu cứ theo như thế thì bao giờ mới có máy bay, đúng không? Con người phải nghĩ ra cái gì mới và rất sợ chấp nhận cái mới. Đấy. Thì ngày hôm nay khi mà học đến khóa học đại đạo chí giản này mà lần đầu tiên học thì các anh chị tiếp cận này, và mới hiểu ra à tại sao ai cũng dùng bát trạch, lớn bé trong ngoài đều dùng bát trạch, nhưng tại sao tỷ lệ thành công ít như vậy mà vẫn dùng. Rõ ràng là gì, không có cái xe đạp là ta phải đi bộ thôi, và ta chỉ biết đến một phương thức là đi bộ thôi. Không có cái xe máy là chỉ đi xe đạp thôi, mà không có ô tô là chỉ đi xe máy là đã xả tốt rồi. Nhưng bây giờ nó phát triển công nghệ nó tốt hơn rồi, người ta nghiên cứu ra những cái vấn đề nó mới hơn rồi. Ngày xưa bao giờ có nghĩ đến chuyện là hai cái điện thoại mà không có dây có dợ gì mà tự nhiên gọi được cho nhau không? Đấy. Câu chuyện mà 15-20 năm trước mà ông nào nghĩ câu chuyện mà dạy bằng online này mà phát triển ra cái dạy online này từ khoảng 20 năm trước xem. Bây giờ thành tỷ phú hết rồi. Tỷ phú đô la chứ không phải tỷ phú Việt Nam nhé. 20 năm trước mà ông nào dạy được như thế này, mà ngồi một cái không gian mà dạy như này mọi người, thì thành tỷ phú đô la hết rồi. Thế thì rõ ràng là chúng ta phải nghĩ nó khác đi, đúng không ạ? Đấy. Nó khác đi nhưng nó vẫn phải tuân thủ cái nguyên lý, cái nguyên tắc của tự nhiên, chứ không phải nó khác đi mà nó mất gốc. Các anh nhìn thấy là cái kiến thức phong thủy đại nam mang đến cho các anh chị, nó có cái gì đó nó khác, nó có cái gì nó mới, nhưng nó có xa rời bản chất của tự nhiên không? Nó có xa rời cái gốc rễ của tự nhiên không? Nó vẫn bám vào những cái quy luật kim chỉ nam, nó vẫn bám vào những cái quy luật tự nhiên để nó phát triển. Chỉ có điều nó chuẩn chỉ hơn, nó khoa học hơn, nó đi vào ba vấn đề: năng lượng là một, thủy là hai và khí là ba, đảm bảo phong thủy và năng lượng. Nó ba vấn đề rồi. Thì cái vấn đề chúng tôi tập trung vào vấn đề đó. Và tối ưu hơn, ngày xưa đáng lẽ phải đào một cái hồ cái ao, bây giờ làm gì có cái hồ ao, đúng không? Nên mới phải dựng một cái thạch thủy bình lên. Thì thạch thủy bình nó phải có thạch anh thì nó có năng lượng. Sau đó thì làm thế nào mà để cái thạch thủy bình nó nhỏ đấy thế mà nó làm một cái ao? Thì bản chất là gì? Cái tiết diện nước mà nó xung quanh cái thạch thủy bình ấy, mọi người hình dung chưa? Cái thủy bình nó nhỏ nhưng cái tiết diện của nó cực lớn. Nên khi mà khí nó đẩy vào thì nó đẩy qua cái thạch thủy bình, nó đẩy vào trong nhà. Và tại sao cái thạch thủy bình phải dựng lên chứ không phải là để dưới cái miệng? Nếu mà nước dưới cái miệng ấy thì gió nó đẩy vào. Gió nó đẩy vào thì nó không đẩy được vào nhà. Nhưng mà khi dựng lên để nước nó thành một cái thành đứng này, mà tiết diện này, thì khí nó mới đẩy vào trong nhà. Tất cả nó phải trí tuệ.
nó là khoa học, nó là trí tuệ. Đấy. Chứ không phải là thích làm nào. Mà ngày xưa muốn làm ra một cái thạch thủy bình như thế thì công nghệ đâu mà làm, mà làm ra được như vậy. Thì tất cả nó đều có sự tính toán, chứ không phải là ngẫu nhiên mà sẽ đẻ ra cái đó, không có câu chuyện đó. Nên là khi chúng ta học ấy, chúng ta phải lĩnh hội ở một cái tầm là chúng ta đang sống ở thời đại này rồi, chúng ta phải nhìn nó với góc độ khoa học, đừng có mê muội, đừng có mê muội. Và khi học cái khóa này thì bất cứ một ai nói rằng là nhà chúng ta xấu thì hỏi là tại sao xấu, xấu cho ai và xấu việc gì, xấu khi nào, phải giải quyết được việc đó. Chứ không phải ông thấy tôi nghèo ông mà xấu. Những người mà làm như thế không bao giờ bước vào những nhà có điều kiện làm được, bởi vì có dám nói đâu. Nhìn thấy thế hào sảng, ôi thế này tốt lắm, mỗi tội là bị này thì hơi hơi tí thôi. Hơi hơi cái gì mà hơi hơi, nhà càng cao thì gió càng to, không hơi tí nào cả. Sau phần bát trạch để giúp chúng ta cởi đi thôi, chứ không phải là học bát trạch là mang về một kiến thức nào đó để cho anh em cởi đi thôi.